Mình trong lúc phê pha rồi thì mình sực nhờ đến người vợ của mình, chắc giờ này vẫn đang ở bệnh viện. Nhưng mình trong sâu thẳm ở trong tấm lòng của mình thì mình cảm thấy mình không còn mặt mũi nào mình gặp vợ mình nữa. Mình tự giới thiệu, mình tên là Trần Tuấn Long. Mình sinh năm 1979. Mình đến từ Hà Nội. Mình sinh ra trong một gia đình có hai anh em, mình là con trai cả. Bố mình, mẹ mình là những bộ đội. Khi mà mình học lớp 8, bước sang lớp 9 thì do lúc đấy là bố mẹ mình cũng phải gồng mình lên để làm kiếm tiền và làm trong cái công việc ở trong cái bệnh viện, ít dành ít thời gian cho mình hơn. Thế thì khi đó thì cũng ham chơi, cũng đua đòi, cũng biết đến bỏ nhà đi, đi bụi với các bạn. Thì là lúc đấy mình biết đến thuốc phiện từ khi mình mới chỉ khoảng 13-14 tuổi. Thế năm đấy là năm mình học lớp 12. Thế là từ lúc đấy là mình biết đến ma túy, thì ở ngay ở trong cái khu vực đấy là người ta có bán ma túy rất là nhiều. Thế lúc bấy giờ thì mình cũng lấy hết lý do là đi học thêm, rồi đi học vi tính, rồi đi học tiếng Anh, rồi đi học đàn, học nhạc, học nói chung là bất cứ một lý do nào miễn làm sao để có tiền. Năm giữa năm 2000 thì là mình đi về quê mình cai. Mình cai tức là cũng trước đấy là cũng rất là nhiều lần rồi. Cứ cai ở nhà thôi, tự ở nhà thôi, nhưng mà cũng chỉ được vài ngày, lâu thì được đến khoảng một tuần là mình là đã sử dụng lại ma túy rồi. Và rất nhiều lần nhưng cũng không thoát khỏi được cái sự trói buộc của ma túy. Nhưng rồi khi mà cái tin sét đánh là mình biết bố mình bị ung thư và cái khả năng sống của bố mình nó không được nhiều nữa, thì mình cảm thấy rất là tuyệt vọng. Và mình cảm thấy lúc đấy thì mình dường như tất cả đối với mình lúc đấy nó chỉ còn là một màu đen. Tại vì trong suốt cái quãng thời gian mình chơi bời, mình nghiện ngập thì bố mình luôn 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 lúc nào bố mình cũng đứng cạnh mình, động viên an ủi mình. Và mình cứ tiếc, mình cứ nhìn lại đằng sau mình, phía sau mình tiếc những cái gì đã trải qua cuộc đời của mình. Mà đáng lẽ ra những cái điều đó là những điều rất là mơ ước của nhiều người, nhưng mà mình không biết trân trọng điều đó, mình không biết gìn giữ. Cho đến thời điểm hiện tại mình mới nhận thấy đó là đến lúc mình mỏi mệt, mình buông tay ra thì là chính lúc đấy mình lại yếu đuối nhất. Và mình nhanh chóng mình nghiện lại. Tháng 4 năm 2012 thì mình nhận được cái thông báo của vợ mình là vợ mình đang có bầu đứa thứ hai. Lúc đấy thực sự là mình trong suy nghĩ của mình không biết là nên để vợ mình sinh ra đứa bé này hay không. Vợ mình nhất quyết là sẽ sinh ra đứa bé này và không bỏ đi. Rồi mình nghĩ đến tương lai của mình, nghĩ đến cuộc đời của mình về sau này nó sẽ như thế nào khi bây giờ mình vẫn đang còn đang nghiện ngập như này. Thời điểm hôm trước khi cháu sinh, mình vẫn còn đi chơi, thì nghiện thì cũng không có tiền. Nhưng mẹ mình mới đưa cho mình 5 triệu để vào để xem lo chi phí viện cho vợ. Cho đến bây giờ mình nghĩ lại cái hình ảnh của cô, mình đứng ở ngoài, mình nhìn cô ở trong cái khung cửa, cô vật vã, cô đau đớn, nhưng mà mình vẫn cứ bỏ đi. Mình bỏ đi mình vì cái cơn vật ma túy nó đến. Cái điều đó cũng là cái điều mà mình cảm thấy dai dứt trong cái cuộc đời của mình. Trong một lần mình quan sát các cháu chơi thì mình thấy có ở trong các cháu có một cái sự phát triển gì đấy nó không được bình thường như những đứa trẻ khác. Đối với các cháu thì các cháu lớn lên các cháu cũng không có cái tình yêu thương của một người bố, chỉ có sự quan tâm của một người mẹ. Nên là mình nhìn thấy như thế và mình có tâm sự với cả mẹ mình, tâm sự với vợ và cô em gái, mà là bây giờ anh không biết là phải cai được như thế nào nữa. Tại vì anh đã bỏ từng bỏ ma túy được gần 10 năm rồi, mà bây giờ anh nghiện lại như thế này thì không biết là còn có thể ai có thể giúp anh bỏ được ma túy nữa, mà anh dường như anh không thể bỏ được. Thế là em gái mình có gọi điện về lúc cái thời điểm đấy là cũng cuối năm 2016. Thì bảo là em có người bạn, anh ấy là hiện tại anh ấy là đang là nhân sự giúp đỡ của một hội thánh Tin Lành. Mình nghĩ là chắc là cũng không có tác dụng gì, chắc là cũng chỉ giống như là các cái trung tâm cai nghiện tư nhân khác thôi. Thế là ngày hôm sau nữa, thầy Trịnh Quang Dũng thì có đến nhà mình
có làm chứng với mình và nói với mình về Chúa Giêsu, nói về những cái cuộc đời được Chúa cứu. Trong lòng mình lúc ấy mình cũng đã lóe lên và có một tia hy vọng nào đấy rồi. Và khi mình lên trung tâm ấy, thì là mình lúc ban đầu thì mình lên mình cũng nghĩ là thôi ở đây khoảng 2-3 tháng, nếu mà ổn định rồi thì là mình sẽ về, tại vì mình còn vợ còn con còn mẹ ở nhà nữa. Thầy Trịnh Quang Dũng lúc đó đến nhà và thầy cũng động viên, thầy nói là ở trên trung tâm nhà Chúa ở trên đấy thì sống với nhau một tình yêu thương. Thực ra thì trong lòng mình nội cũng ban tin ban nghi thôi. Thì khi mình lên trên trung tâm này thì lúc đấy thì mình đang nằm một chỗ ở trong phòng giải cứu. Thì buổi tối hôm đấy trong lúc vật vã mệt mỏi thì Trần Văn Dương đến có động viên rồi đấm bóp lưng cho mình. Lúc đấy trong mình cũng rất là xúc động. Ngoài vợ mình ra, với mẹ mình ra thì chưa có ai khác trong lúc mình cai nghiện ma túy mà lại đến mà lại động viên an ủi tâm tình với mình và đấm lưng đấm bóp cho mình vào cái quãng thời gian đêm khuya như thế cả. Và mình lúc đấy thì mình vẫn còn trong mệt mỏi về vật vã ma túy đấy. Thì mình nghe được một bài thánh ca Trở Về Nhà Cha thì vậy, thì tự nhiên mình nước mắt mình nó cứ trào ra. Mình cảm thấy mình sau cái quãng thời gian đấy mình cảm thấy người mình nó nhẹ nhõm hơn, nó như được giải thoát một cái gì đấy rất là nặng nề ở trên vai mình bấy lâu nay. Và cái điều mà mình cũng không nghĩ được rằng mình sẽ bỏ được, đó là mình bỏ được thuốc lá. Khi mình lên trên này được khoảng 20 ngày này, mình nghe về những anh em đi trước đấy, người ta tâm sự, người ta chia sẻ, nói về cái quyền năng của Chúa làm trên họ ấy. Các anh em mới bảo là cầu nguyện với Chúa. Thì hồi đấy thực sự ra là mình cũng xấu hổ, không dám cầu nguyện ở trong phòng. Em mình đi ra ngoài một mình ở buổi tối. Em mình cũng bảo con thì con cũng chưa biết đến Chúa nhiều, con cũng chả biết phải cầu nguyện làm sao để Chúa biết được là con đang muốn bỏ thuốc lá. Thì con thực sự là con rất muốn bỏ thuốc lá, thì Chúa hãy giúp con bỏ thuốc lá. Thì đến hôm sau thì đến tận 11 giờ thì lưỡi mình thèm thuốc, thật sự lưỡi mình cũng rất là thèm thuốc rồi. Mình vào trong nhà tắm, mình mới châm một điếu thuốc mình hút. Mình hút xong thì mình cảm thấy trong lòng mình nó có cái gì đấy nó quặn thắt lên mà nó cả mình không thể sao mình nói được. Mình hút đến hơi thứ hai thì mình không muốn hút nữa. Thì mình bảo con hôm nay con biết là con vào đây con cầu nguyện với Chúa thì nó có cái gì đấy nó bất kính, nhưng mà con thật sự con muốn bỏ thuốc lá. Thế là cái sau cái ngày hôm đấy mình cứ cảm tưởng là bình thường như bình thường ra chắc là sẽ mình sẽ hút lại thuốc lá ngay, nhưng mà không ngờ là sau cái buổi trưa mà mình hút thuốc lá lần cuối cùng ở trong nhà tắm ấy thì đến ngày 30/4/1/5 thì thật sự mình rất là nhẹ nhàng thanh thản và mình bỏ thuốc. Từ thời điểm đó cho đến bây giờ mình cảm thấy rất là tuyệt vời. Mình sau khi mình được hơn một tháng thì được sự cho phép của mục sư Nam Quốc Trung và được các thầy ở đây cho phép thì gia đình mình có lên thăm. Thế là mẹ mình thì cũng rất là mừng, thấy sức khỏe mình được cải thiện rõ rệt thì mẹ cũng rất là vui, vợ con thì cũng động viên. Mẹ mình và em gái mình cũng như vợ mình thì đã tin Chúa sau khi nhìn thấy cuộc đời của mình được thay đổi, được mọi thứ, mình dường như mình được lột xác, mình là một con người mới khi mình ở trong Chúa. Nên họ dường như họ đã đặt trọn niềm tin của họ vào trong cái cánh tay quyền năng của Chúa và họ đã tiếp nhận Chúa được 5-6 tháng. Và hiện tại vợ mình thì vẫn đang đi nhóm ở tại hội thánh ở dưới nhà mục sư Nam Quốc Trung. Mỗi một lần mình nhìn thấy những phụ huynh người ta đưa con em mình lên trên này trong cái tình trạng vật vã về ma túy rồi bị những cái hệ lụy của ma túy người ta nó kéo đến ấy, thì mình nhìn thấy mình cảm thấy mình thực sự là mình thấy đau xót, mình thấy thương cho họ, thương cho gia đình họ, thương cho bố mẹ họ. Nên mình muốn là mình cũng muốn đóng góp một phần sức lực của mình đấy để đưa họ về sống một cuộc sống đúng nghĩa, sống ở trong tình yêu thương của Chúa và của những người anh em đang hầu việc Chúa tại nơi đây.
thì mình muốn quãng thời gian sắp tới của mình thì mình sẽ chăm sóc và giúp đỡ những người anh em mới như thế, để cho anh em cảm nhận được tình yêu của Chúa nó ngọt ngào như thế nào trong cuộc đời của họ, cũng như là mình đã từng được nếm trải cái vị ngọt ngào của tình yêu của Chúa dành cho mình.